hữu nụ cười bằng hàng móng vuốt, hãy chọn biệt răng trong suốt Invisalign. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các em quay trở lại với phần phát trực tiếp trưa ngày hôm nay cùng với chị. Trong buổi trưa ngày hôm nay, chị sẽ đem đến cùng với chúng mình một nội dung nho nhỏ thôi, để mong rằng là chúng ta chỉ cần bỏ ra một chút ít thời gian nhưng mà lại có thêm cảm hứng khi chúng mình học các văn bản trong chương trình ngữ văn lớp 9 nhé. Nội dung cụ thể ngày hôm nay của chúng mình đó chính là về việc chúng ta sẽ có những dẫn chứng liên hệ mở rộng như thế nào đối với văn bản Chuyện người con gái Nam Xương. Không biết là các bạn đã học đến văn bản này ở trên lớp chưa nhở? Chắc hẳn ở đây đã có những bạn học về văn bản Chuyện người con gái Nam Xương ở trên lớp rồi, đúng không? Đó, thế thì các em cảm nhận như thế nào về văn bản này? Các bạn cảm nhận như thế nào về hình ảnh của nhân vật Vũ Nương, về số phận và vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương? Có một điều mà chúng ta quan tâm ở đây, đó chính là việc nếu như nói là liên hệ mở rộng trong quá trình phân tích thơ thì có lẽ là đơn giản. Thế nhưng mà liên hệ mở rộng trong quá trình phân tích các tác phẩm văn xuôi thì lại có chút gì đó khó hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta phải cần tìm hiểu nhiều hơn này, tìm hiểu dựa trên chủ đề, tìm hiểu dựa trên những nhận định, rồi chúng ta lại phải khéo léo lồng ghép vào trong bài viết của mình nữa. Thế thì mong rằng là với phần phát trực tiếp trưa ngày hôm nay, chị sẽ cùng với các bạn chúng ta có thêm một vài những dẫn chứng hay để chúng ta đưa vào bài viết mỗi khi phân tích về văn bản Chuyện người con gái Nam Xương nhé. À, em vừa mới học sáng nay à? Ồ, rất là nhiều bạn học sáng nay đúng không? Rồi, ok. Thế thì rất là phù hợp. Vừa may là chị phát trực tiếp đúng bài học mà chúng ta vừa mới học xong. Thế thì thông qua phần phát trực tiếp này, chúng ta cũng ôn tập lại kiến thức của văn bản Chuyện người con gái Nam Xương luôn nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào học luôn. Ok không? Các bạn nhớ là chia sẻ phần phát trực tiếp này để cái quá trình chúng ta tìm lại bài không bị mất quá nhiều thời gian nhá. Chị phát trực tiếp rất là nhiều ở trên kênh fanpage, thế nên là nếu như mà các bạn mà không chia sẻ là lúc mà chúng ta cần tìm lại thì sẽ khá là lâu đấy. Ok chưa? Rồi, bây giờ đến với phần liên hệ mở rộng trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương. Thì trước tiên chúng ta cần phải nắm chắc về kiến thức nền cái đã, đúng không nào? Chúng ta hiểu được về kiến thức nền thì chúng ta mới chọn ra được những dẫn chứng liên hệ mở rộng phù hợp. Có một cái điều chị muốn lưu ý với các bạn là như thế này. Liên hệ mở rộng không phải là chỉ cần chúng ta thấy nó giống, không phải chỉ cần chúng ta thấy có chút gì đó tương đồng là chúng ta cứ đưa vào trong bài của mình và cho rằng như vậy là liên hệ mở rộng rất hay, rất đặc sắc. Không phải đâu. Phần liên hệ mở rộng của chúng ta là phải có cái sự tương hợp, phải có cái sự phù hợp về mặt nội dung và đặc biệt là cách diễn đạt của các bạn. Liên hệ mở rộng nhằm mục đích là giúp cho bài viết của chúng ta có thêm những chất liệu hay, giúp cho cái đề tài, giúp cho nội dung mà chúng ta đang phân tích, giúp cho người đọc có nhiều hơn những cái góc nhìn đối với nội dung mà tác giả đang viết. Đúng không nào? Thế thì để mà làm được điều đó, trong quá trình chúng ta phân tích về văn bản Chuyện người con gái Nam Xương, thì trước tiên hãy giúp chị nắm rõ kiến thức về nhân vật Vũ Nương các bạn nhé. Được không nào? Liên quan đến nhân vật Vũ Nương. Thế thì chị sẽ đi khai thác cùng với các bạn để xem là có những vị trí nào, có những nội dung nào mà chúng ta có thể liên hệ mở rộng được nhé. Trước tiên này, Vũ Nương thì được tác giả Nguyễn Dữ giới thiệu là một người phụ nữ, là một người phụ nữ có tư dung tốt đẹp. Đúng không nào? Đó, tính đã thùy mị nét na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Cách giới thiệu trực tiếp của tác giả lại kèm theo cái việc mà Trương Sinh mến vì Dung Hạnh nên xin mẹ đem 100 lạng vàng để cưới về làm vợ. Chúng ta càng thấy rõ hơn được giá trị của phẩm giá này, vẻ đẹp cũng như là phẩm chất tốt đẹp của nhân vật Vũ Nương. Đúng không? Ngay từ đầu chúng ta đã thấy được điều đó. Thế nhưng mà khi mà Vũ Nương được gả cho Trương Sinh chưa được bao lâu thì chiến tranh phong kiến nổ ra. Những cuộc chiến tranh phi nghĩa đã khiến cho Trương Sinh phải lên đường ra mặt trận, bỏ lại Vũ Nương cùng với cả mẹ già ở nhà. Vũ Nương khi ấy thì đã mang thai rồi. Đó, thế thì cái tình cảnh của Vũ Nương, cái tình cảnh là một người chinh phụ ở nhà chờ đợi mòn mỏi mong ngóng thông tin của chồng đã được tác giả Nguyễn Dữ khắc họa thông qua những từ ngữ, thông qua những câu văn như thế này. Sau cái cảnh mà Vũ Nương rót chén rượu đầy và dặn dò trước khi mà Trương Sinh lên đường ấy, thì tác giả đã viết: bấy giờ nàng đương có thai, sau khi xa chồng vừa đầy tuần thì sinh ra một đứa con trai và đặt tên là Đạn. Ngày qua tháng lại, thoát đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân trời lại khó có thể nào ngăn được.
bà mẹ cũng vì nhớ con mà dần sinh ốm, vân vân. Vậy ở đây chúng ta có thể liên hệ mở rộng với cái tình cảnh cô đơn, lẻ loi và bất hạnh của Vũ Nương khi mà phải ở nhà cán đán công việc gia đình, người chồng thì bởi vì chiến tranh phong kiến phi nghĩa mà phải đi xa. Đúng không nào? Để lại mẹ già, để lại bao nhiêu công việc gia đình, để lại cái tình cảnh cô đơn lẻ loi cho Vũ Nương. Thế thì chúng ta có thể liên hệ ở phần này như sau. Đây, đầu tiên nhá, chúng ta có thể liên hệ với cái tình cảnh lẻ loi của Vũ Nương. Ok chưa nào? Cùng với đó là sự thủy chung, luôn luôn mong ngóng tin tức của chồng, luôn luôn hướng về người chồng ở nơi xa trường, chứ không có chút gì là bất chính ở đây hết. Đúng không nào? Vũ Nương luôn giữ trọn cái tấm lòng thủy chung của mình, ngày qua tháng lại, thoát đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân trời lại không thể nào ngăn được. Vậy, điều gì đã khiến cho rất nhiều những người chinh phụ phải ở trong cái tình cảnh lẻ loi đó? Đó chính là chiến tranh phong kiến phi nghĩa. Đó chính là chiến tranh phi nghĩa. Thế thì cái đề tài về người chinh phụ cũng là một đề tài rất là phổ biến ở trong văn học trung đại Việt Nam. Ở phần này chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ với những câu thơ ở trong tác phẩm Chinh Phụ Ngâm. Được không nào? Nhớ, chúng ta có thể liên hệ với những câu thơ ở trong tác phẩm Chinh Phụ Ngâm để vừa thấy được cái tình cảnh lẻ loi, lại vừa thấy được giá trị hiện thực sâu sắc ở trong chuyện người con gái Nam Xương. Tác giả đã phơi bày cái hiện thực do chiến tranh phi nghĩa mà khiến cho biết bao nhiêu gia đình phải chia cắt, và khiến cho một người phụ nữ tính thủy mị, nết na, tư dung tốt đẹp như Vũ Nương không được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn. Được không nào? Nhớ, chúng ta có thể liên hệ với Chinh Phụ Ngâm. Cụ thể các bạn có thể liên hệ với những câu thơ ví dụ như là gì? Lòng này gửi gió đông có tiện, nghìn vàng xin gửi tới non yên dù chẳng tới miền, nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời. Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu, nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong, cảnh buồn người thiết tha lòng, cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun. Đó là những câu thơ mà cứ khắc khoải mãi ở trong lòng bạn đọc về cái tình cảnh cô đơn lẻ loi của những người chinh phụ. Họ luôn giữ trọn cái tấm lòng thủy chung của mình, hướng về những người chồng ở nơi xa trường, bặt vô âm tín, không biết bất cứ một cái tin tức gì, là một nỗi chờ mong, là một nỗi thủy chung, nhưng có phần vô vọng. Đúng không nào? Và bằng ngòi bút của mình, những tác giả như Nguyễn Dữ hay là những tác giả như Đặng Trần Côn đã khắc họa lại rõ nét cái tình cảnh của những người chinh phụ trong xã hội phong kiến, trong cái bối cảnh chiến tranh nổ ra một cách phi nghĩa. Các bạn hình dung ra chưa? Nhá, đó, chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ để thấy được. Thứ nhất là tình cảnh bất hạnh của Vũ Nương, thứ hai là vẻ đẹp của Vũ Nương, và thứ ba là thấy được giá trị hiện thực ở trong chuyện người con gái Nam Xương nhá. Ok chưa nào? Một dẫn chứng mà có thể khai thác được ở rất là nhiều những khía cạnh. Đấy là điều đầu tiên. Với dẫn chứng đầu tiên này các bạn đã hình dung ra chưa? Các em ơi, các em đã hình dung ra chưa? Nhá, các bạn có thể liên hệ với những câu thơ ở trong Chinh Phụ Ngâm. Ví dụ như phần chị vừa mới đọc đấy. Lòng này gửi gió đông có tiện, nghìn vàng xin gửi tới non yên dù chẳng tới miền, nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời. Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu, nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong, cảnh buồn người thiết tha lòng, cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun. Ta cũng thấy nó rất là tương đồng với cảnh ngộ mà tác giả Nguyễn Dữ đã khắc họa về Vũ Nương, là ngày qua tháng lại, thoát đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân trời lại không thể nào ngăn được. Đó, được không nào? Nhớ, cũng giống như là gì? Là trời thăm thẳm xa vời khôn thấu, nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong, cảnh buồn người thiết tha lòng, cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun. Ok chưa? Xong nhá, được không nào? Các bạn hình dung ra không? Các em ơi, phản hồi cho chị biết nào. Các bạn đã hình dung ra được cái dẫn chứng này chưa? Và đã hiểu được cách để chúng ta diễn đạt và sử dụng trong quá trình chúng mình phân tích chưa nào? Nhớ, nhớ đấy, nhớ là trước khi nghĩ đến dẫn chứng thì chúng ta nắm chắc về mặt nội dung của tác phẩm đã. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm kiếm dẫn chứng dựa trên nội dung đấy. Nhớ không? Ok nhá. Rồi, đó thì đó là về dẫn chứng đầu tiên chúng ta có thể sử dụng trong quá trình mà phân tích về nhân vật Vũ Nương. Tiếp tục này. Nào các bạn ơi, chúng mình tiếp tục được không? Phản hồi cho chị biết nhá. Hay là đang mãi ghi chép đấy?
Nào nào, chú ý vào đây, được không? Đó là dẫn chứng đầu tiên. Tiếp tục này, xoay quanh về nhân vật Vũ Nương, chúng ta thấy rằng trong cái tình cảnh phải xa chồng thì Vũ Nương ở nhà đã làm tốt vai trò của một người vợ, một người con và một người mẹ. Một người vợ thủy chung, một người con dâu hiếu thảo với mẹ chồng và là một người mẹ yêu thương con hết mực. Đó, thế thì trong cái tình cảnh đó, chúng ta đặc biệt chú ý đến mối quan hệ giữa Vũ Nương và người mẹ chồng. Người mẹ chồng đã yêu thương, đã thấu hiểu và lại còn mong muốn là trong cái lời nói của người mẹ trước khi mất ý, chúng ta hoàn toàn có thể phân tích rất là kỹ về lời nói của người mẹ trước khi mất để thấy được vẻ đẹp của Vũ Nương. Bà đã nói rằng là gì nhở? À, ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Mẹ không phải là không muốn đợi con về mà không gắng ăn miếng cơm miếng cháo đặng cùng vui sum họp. Nhưng lòng tham vô cùng mà vận trời khó tránh. Đúng không nào? Nước hết chuông rèn, số cùng lực kiệt, một tấm thân tàn, nguy trong sớm tối. Việc sống chết không khỏi phiền đến con. Chồng con nơi xa xôi chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được. Sau này trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, sanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ. Ở đây chúng ta thấy được trong lời nói của người mẹ chồng trước khi mất, đó là một lời trăng trối. Nhưng cái lời trăng trối ấy lại là một lời nói mà bày tỏ cái ước mong, bày tỏ cái lời nguyện cầu hướng về Vũ Nương, mong sao cho nàng có thể có được cuộc sống hạnh phúc, đúng không? Sau này trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, sanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ. Và hơn thế nữa, có một số điều các bạn, nhiều bạn chưa chú ý đến trong cái lời nói của người mẹ này. Đó chính là việc mà trước đó nhá, người mẹ có nói rằng là gì? Là một tấm thân tàn nguy trong sớm tối, việc sống chết không khỏi phiền đến con. Ở đây, nó xuất phát từ việc người mẹ chồng cảm nhận được cái tấm lòng hiếu thảo của Vũ Nương. Hiếu thảo cả về mặt tinh thần, cả về mặt vật chất. Đúng không nào? Vũ Nương đã ở ngày đêm lễ bái thần Phật, rồi là lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn, rất là tận hiếu với người mẹ chồng. Thế thì người mẹ chồng, bà đã hiểu được, mẹ của Trương Sinh, bà đã hiểu được cái tấm lòng đó của Vũ Nương. Và bà còn hiểu cho việc là khi mà bà mất thì Vũ Nương sẽ rất là đau lòng, sẽ rất là thương xót. Thế nên là trong cái lời trăng trối này, bà cũng dặn dò rằng là việc mà bà ra đi, việc mà bà mất ý, đó là do số trời đã định rồi, chứ không phải là do Vũ Nương không tận hiếu với bà. Đó, các em thấy không? Nhá, thế thì trong cái lời dặn dò của người mẹ, chúng ta cũng thấy được vẻ đẹp của Vũ Nương thể hiện qua đó. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta có thể liên hệ như thế nào? Trước tiên, hãy để ý đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu được thể hiện ở trong văn học dân gian xưa nhá. Ông bà ta có rất nhiều những câu ca dao, rất nhiều những cái câu nói để nói về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Đó là một mối quan hệ mà tiềm ẩn rất nhiều những cái sự phức tạp, tiềm ẩn rất là nhiều những cái sự bất đồng, không thống nhất. Đúng không nào? Như là ông bà ta đã có câu là thật thà cũng thể lái trâu, thương nhau cũng thể mẹ dâu, à nàng dâu mẹ chồng. Đúng không nào? Là một câu nói rất là mỉa mai về mối quan hệ không hòa thuận giữa mẹ chồng và nàng dâu. Thế nhưng trong hoàn cảnh của Vũ Nương thì nàng lại giữ trọn cái đạo hiếu của mình, giữ trọn cái tấm lòng của một người con dâu hiếu thảo. Đó, thì đấy cũng là một trong những vẻ đẹp của Vũ Nương các bạn nhá. Ok chưa? Rồi, đấy là dẫn chứng liên hệ mở rộng thứ hai. Dẫn chứng này các bạn có thể linh hoạt sử dụng, hoặc các em hoàn toàn chỉ cần là nói rằng là à, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn là một mối quan hệ tiềm ẩn nhiều cái sự phức tạp, nhiều cái sự bất đồng, gây ra mâu thuẫn. Thế nhưng Vũ Nương bằng cái sự khôn khéo của mình này, bằng cái sự đảm đang, bằng tấm lòng hiếu thảo của mình, thì trong lời nói trăng trối của người mẹ chồng trước khi mất, chúng ta lại thấy rõ về sự hiếu thảo và một vẻ đẹp khác của Vũ Nương nữa. Ok chưa? Các bạn hình dung ra không? Rồi, thì đấy là về dẫn chứng thứ hai nhá. Tuy nhiên, chị muốn các bạn chú ý nhiều hơn đến phần dẫn chứng tiếp theo chị muốn nói ở đây đây này, dẫn chứng thứ ba. Dẫn chứng thứ hai chúng ta sẽ nói về tấm lòng hiếu thảo của Vũ Nương này. Đến dẫn chứng thứ ba các bạn ơi, đến dẫn chứng thứ ba mới là một cái dẫn chứng chị rất mong các bạn có thể sử dụng ở trong bài viết của mình. Đó chính là dẫn chứng mà chúng ta liên hệ với chuyện gốc vợ chàng Trương. Chúng ta thấy được rằng
chúng ta thấy được rằng là số phận của Vũ Nương, mặc dù là một người phụ nữ mang rất nhiều những phẩm hạnh tốt đẹp, mang rất nhiều những cái phẩm chất tốt đẹp, từ việc là thủy chung này, hiếu thảo này, yêu thương con này, một người phụ nữ đảm đang, giàu lòng tự trọng. Thế nhưng Vũ Nương cũng không thoát khỏi một cái số phận bất hạnh khi phải sống trong xã hội phong kiến bất công, khi mà phải sống trong một cái xã hội mà người phụ nữ không có tiếng nói. Đó, thế thì số phận của Vũ Nương đã được tác giả Nguyễn Dữ khắc họa thông qua cái nỗi đau éo le của nàng, thông qua cái nỗi oan của nàng, khi mà xuất phát từ cái tấm lòng của một người mẹ mong muốn bù đắp phần nào cho sự thiếu thốn tình cha đối với đứa con, thì Vũ Nương đã chỉ bóng của mình ở trên vách và nói rằng đó là cha của Đạn. Thế nhưng đứa bé thì ngây thơ, nó đâu biết đâu, và nó cứ nghĩ rằng đó, nó chỉ có duy nhất một người cha là chiếc bóng ở trên vách đó thôi. Thế thì khi mà Trương Sinh quay trở về, nghe được con nói như vậy, với cái bản tính hay ghen và với cái bản tính nóng nảy của mình, thì Trương Sinh đã một mực nghi oan cho Vũ Nương. Vũ Nương mặc dù đã cố gắng, được không? Vũ Nương mặc dù đã cố gắng thanh minh cho bản thân mình bằng những cái lời nói hết sức là giữ gìn khuôn phép này, đúng không nào? Những cái lời nói mực thước, mặc dù là đối diện với sự nóng nảy của Trương Sinh, nhưng mà Vũ Nương đã có những cái lời nói rất là mực thước để giải thích, để mong Trương Sinh đừng nghi oan cho nàng. Về ý nghĩa của ba lời nói của Vũ Nương, chị đã phát trực tiếp ở một số buổi trước rồi đấy, các em có thể xem lại để chúng ta nắm rõ hơn, bởi vì đó là phần rất là đặc sắc ở trong văn bản này. Thế thì ở phần đấy chúng ta có thể liên hệ với điều gì? Có thể thấy này, sau bao nhiêu nỗ lực của Vũ Nương thì cuối cùng Trương Sinh cũng vẫn không thể nào hiểu cho nàng. Trương Sinh vẫn một mực nghi oan cho nàng. Nói với người, người không hiểu thì bây giờ Vũ Nương tìm đến để thanh minh với trời, mong trời thấu cho cái sự chung thủy của nàng, đúng không nào? Thế thì trong cái lời nói của Vũ Nương đối với trời đất ấy, kẻ bạc mệnh này duyên phận hầm hiu, chồng con dẫy bỏ, điều đâu bay buộc tiếng chịu nhước nhơ, thần sông có linh xin ngài chứng giám, thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc mỹ nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ, vân vân. Đó, thế thì cái lời nói đó, và cuối cùng thì Vũ Nương đã có cái hành động quyên sinh, là hành động mà gieo mình xuống sông tự vẫn để chứng minh cho sự trong sạch. Có thể thấy là với biết bao nhiêu nỗ lực, rồi là với biết bao nhiêu phẩm hạnh tốt đẹp, để rồi cuối cùng Vũ Nương phải chịu một số phận bất hạnh. Thế thì đến đây ta có thể liên hệ với nhận định của tác giả Đồng Thị Sáo các em nhé. Được không nào? Ok chưa? Đến đây các em có thể liên hệ với nhận định của tác giả Đồng Thị Sáo. Nhà phê bình văn học Đồng Thị Sáo đã nói về số phận của Vũ Nương như thế này. Khi phân tích, chúng ta có thể viết là đúng như nhà phê bình Đồng Thị Sáo đã khẳng định, hạnh phúc trong cuộc đời Vũ Thị Thiết là một thứ hạnh phúc vô cùng mong manh và ngắn ngủi. Mong manh như sương như khói, ngắn ngủi như kiếp sống của đóa phù dung sớm nở tối tàn. Đó, được không? Để chúng ta đưa vào trong bài viết của mình. Các bạn hình dung ra chưa nào? Nhớ là gì nhở? Hạnh phúc trong cuộc đời Vũ Thị Thiết là một thứ hạnh phúc vô cùng mong manh và ngắn ngủi. Các em thấy Vũ Nương hạnh phúc được trong những giây phút nào ạ? Gần như là không có các bạn ạ. Chỉ duy nhất có một vài ngày mà khi mà nàng được gả về với cả Trương Sinh, nàng được thể hiện cái phẩm chất tốt đẹp của mình, được sống trong một gia đình, đúng không? Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Khi mà Vũ Nương đã chưa, khi mà cái cuộc sống gia đình chưa hạnh phúc được bao lâu thì Trương Sinh đã phải đi lính. Vậy là suốt vỏn vẹn từng ấy năm trời, Vũ Nương sống trong cái cảnh cô đơn, đúng không? Một mình lo toan cho công việc gia đình. Rồi đến khi mà người chồng trở về, chưa thể nào có được hạnh phúc, chưa thể nào có được sự bù đắp thì lại bị chồng nghi oan. Vậy hạnh phúc của Vũ Nương ở đâu ạ? Gần như là rất mong manh và ngắn ngủi. Thế nên là trong nhận định này chúng ta có thể sử dụng để nói về số phận bất hạnh của Vũ Nương các ba em nhé. Được không? Nhớ, khi chúng ta phân tích đến đoạn mà Vũ Nương quyên sinh, Vũ Nương gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn ấy, thì chúng ta đau xót đến nhường nào. Chúng ta thương cho một số phận của một người phụ nữ tài hoa, của một người phụ nữ đoan trang, của một người phụ nữ phẩm hạnh tốt đẹp, mà cuối cùng thì số phận lại vô cùng bất hạnh. Đó, thì liên hệ với cả nhận định của tác giả Đồng Thị Sáo, hạnh phúc của Vũ Thị Thiết là một thứ hạnh phúc mong manh và ngắn ngủi. Mong manh như sương như khói, rồi ngắn ngủi như kiếp sống của đóa phù dung sớm nở tối tàn. Ok chưa?
Được không nào? Nhá. Đó, thì đó là những cái gợi ý của chị về phần chúng ta phân tích về số phận bất hạnh của nhân vật Vũ Nương. Các bạn ơi, chúng mình hình dung ra không? Ok chưa? Đó, rồi, thì đây sẽ chính là những cái cơ sở để các bạn có thể vận dụng linh hoạt ở trong quá trình chúng mình viết. Tất nhiên rồi, hãy nhớ giúp chị một điều nhá, là cái phần liên hệ mở rộng của chúng ta chỉ hay khi mà chúng ta phân tích thật là kỹ và sau đó có sự liên hệ phù hợp. Được không? Ok chưa? Ừ, thế nên là nếu như mà các bạn lắng nghe những phần chị gợi ý vừa rồi và các em cảm thấy là có thể đưa được vào trong bài viết của mình và mong muốn làm sao vận dụng nó thật là tốt để đem lại cái sự đặc sắc cho bài viết, các bạn có thể tham gia ở trong khóa học VIP 2 cùng với chị. Đó là một khóa học mà chúng ta sẽ học sâu về kiến thức nền và sau đó trong quá trình mà chị giảng cho chúng ta, phần nào có thể liên hệ mở rộng, chị cũng sẽ hướng dẫn kỹ cho chúng mình luôn. Và đặc biệt là trong phần tài liệu thì sẽ có đầy đủ những dẫn chứng liên hệ mở rộng để các bạn linh hoạt áp dụng nhé. Có cả nhận định này, có cả những đoạn thơ này, có cả những lời chia sẻ của chính tác giả chia sẻ về tác phẩm mà mình đã sáng tác ra này, đúng không? Hay là chia sẻ của những tác giả khác, những nhận định của các tác giả khác về chính tác giả mà chúng ta đang cần phân tích, vân vân. Có rất nhiều những chất liệu để chúng ta có thể liên hệ mở rộng. Đó, ok chưa? Nhớ. Rồi, khóa học VIP 2 là một khóa học mà chúng ta sẽ học về cả kiến thức nền này, rồi học về phương pháp làm văn nghị luận văn học, học về phương pháp nghị luận xã hội, học về đọc hiểu tiếng Việt và cuối cùng là giai đoạn luyện đề. Một khóa học mà đến giữa tháng 10 tới đây là chúng ta sẽ khai giảng rồi. Đó, nên là các bạn hãy nhanh chóng nhắn tin về cho chị để nhận thông tin chi tiết cách để đăng ký khóa học này nhé. Ừ, một khóa học mà chúng ta sẽ học từ tháng 10 cho đến khi mà các bạn thi. Và hiện tại thì chị chỉ có 2 khóa học dành cho các bạn 2K7. Thứ nhất là khóa học VIP 1, nhưng mà khóa học VIP 1 thì hiện tại không nhận thêm học sinh nữa. Được không? Bởi vì khóa học đó là các em đã học từ hồi tháng 7 rồi. Các bạn đã học từ hồi tháng 7 rồi. Và bây giờ thì nếu như những bạn nào vẫn muốn có một khóa học tham gia để chúng ta học từ tháng 10 cho đến khi mà chúng mình thi, thì khóa học VIP 2 là một khóa học phù hợp nhất với các bạn rồi. Ok chưa? Được không các bạn? Nhớ. Đó. Rồi. Ừ. Rồi tiếp tục này. Tiếp tục. Không biết là với những cái dẫn chứng như thế này các bạn đã cảm thấy đầy đủ chưa? Các em có muốn chị gợi ý thêm một số những cái dẫn chứng mới nữa để chúng ta có thể liên hệ trong quá trình phân tích về bài này không? Nào các bạn ơi. Các bạn đâu hết rồi? Ừ. Từng này dẫn chứng, với 3 dẫn chứng và với 3 cái nội dung như thế này các bạn đã cảm thấy là mình sử dụng được chưa? Ừ, có muốn chị gợi ý thêm không? Rồi, à để đăng ký khóa học các bạn nhắn tin về cho chị luôn nhá. Để đăng ký khóa học các bạn nhắn tin về cho chị để được hướng dẫn chi tiết, để được biết về lộ trình học này, để được biết về cách để chúng ta đăng ký này, để được biết về quà tặng đi kèm khi chúng ta đăng ký khóa học nữa nhá. Được không? À rồi có ạ. Ok, thế thì một cái dẫn chứng nữa cũng rất là hay mà chị thấy là nếu bạn nào áp dụng được thì bài viết của chúng ta sẽ rất là sâu đấy, bởi vì nó sẽ đi vào cái sự sáng tạo của tác giả Nguyễn Dữ. Dẫn chứng thứ tư. Chúng ta thấy này, chúng ta thấy nhá. Ở trong tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương thì đây là một chuyện mà tác giả Nguyễn Dữ đã viết dựa trên, đã sáng tạo dựa trên chuyện gốc Vợ Chàng Trương. Chuyện gốc Vợ Chàng Trương là một câu chuyện dân gian. Đó, thế thì trong chuyện gốc Vợ Chàng Trương chỉ dừng lại ở đoạn mà Trương Sinh sau khi hiểu được nỗi oan của vợ mình. Đó, chuyện gốc Vợ Chàng Trương nhá. Các bạn đã đọc được chuyện gốc Vợ Chàng Trương chưa? Đấy, chúng mình đọc chuyện gốc Vợ Chàng Trương thì sẽ thấy là à, trong câu chuyện gốc thì không có nhiều những yếu tố kỳ ảo giống như trong chuyện Người Con Gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ đâu. Câu chuyện Vợ Chàng Trương chỉ dừng lại ở đoạn mà Trương Sinh sau khi hiểu được cái nỗi oan của vợ thì chàng đã rất là đau lòng và lúc đó thì đã muộn mất rồi. Chàng không thể làm được gì nữa. Chàng chỉ còn biết ngày ngày ẵm con nhìn xuống sông mà khóc. Từ đó chàng ở vậy nuôi con không lấy vợ khác. Về sau thì người ta dựng ở bến Hoàng Giang một cái miếu thờ nàng Vũ Thị Thiết và quen gọi là miếu Vợ Chàng Trương. Đó là đoạn kết thúc của chuyện gốc Vợ Chàng Trương. Nhưng cái giá trị nhân đạo, giá trị hiện thực và cùng với đó là tài năng của tác giả Nguyễn Dữ lại được thể hiện ở chính sự sáng tạo trong chuyện Người Con Gái Nam Xương. Chúng ta có thể liên hệ với những chi tiết kỳ ảo trong tác phẩm này để làm nổi bật được giá trị nhân đạo.
tấm lòng nhân đạo của tác giả Nguyễn Dữ nhá. Khi mà không kết thúc giống như ở trong truyện gốc, tác giả Nguyễn Dữ đã sáng tạo thêm chi tiết kỳ ảo, đã sáng tạo thêm cái đoạn kết truyện để mà Vũ Nương được sống dưới thủy cung này, được cứu nhá, được các nàng tiên ở dưới thủy cung cứu này. Sau đó nàng có thể trở về lung linh huyền ảo trên bến Hoàng Giang để rồi biến mất mãi mãi. Thế thì những cái chi tiết kỳ ảo đó được tác giả Nguyễn Dữ sáng tạo, đó hoàn toàn là sự sáng tạo của tác giả Nguyễn Dữ các em nhá. Được không? Hoàn toàn là sự sáng tạo của tác giả Nguyễn Dữ. Thế thì tại sao tác giả lại sáng tạo thêm phần đó? Đâu phải chỉ sáng tạo để cho vui, đúng không? Tác giả muốn sáng tạo để phần nào an ủi cái nỗi đau bất hạnh của nhân vật Vũ Nương, đúng không nào? Để cho nàng được cứu này, để cho nàng sống đúng với cả cái lời thề trước trời xanh như mà nàng đã nói đấy. Là kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con dẫy bỏ điều đâu bay buộc tiếng chịu nhước nhơ, thần sông có linh xin ngài chứng giám, thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch nghìn lòng, vào nước xin làm ngọc mỹ nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ. Và đúng với cả lời thề của Vũ Nương, nàng là một người đoan trang giữ tiết, trinh bạch nghìn lòng, thế nên nàng đã được Linh Phi cứu giúp. Đúng không nào? Nàng đã được Linh Phi cứu giúp. Thế thì cái chi tiết kỳ ảo đó cũng là một minh chứng cho phẩm chất tốt đẹp của Vũ Nương. Đúng không nào? Là một lời bênh vực nhá. Được rồi, chúng ta có thể liên hệ với cả chuyện gốc Vợ Chàng Trương. Đó, để thấy đây là cái lời bênh vực của tác giả Nguyễn Dữ này, để thấy đây là cái tấm lòng nhân đạo của tác giả Nguyễn Dữ. Khi mà đã thấu hiểu và có sự trân trọng với phẩm hạnh tốt đẹp của nhân vật Vũ Nương, để cho nàng có một cái cơ hội được minh chứng, được chứng minh cho sự trong sạch của mình, để cho nàng có một cái cơ hội được trở lại, được quay trở lại, mặc dù chỉ trong phút chốc thôi. Thứ hai nữa là tài năng của tác giả Nguyễn Dữ thể hiện ở đoạn những chi tiết lung linh kỳ ảo ấy, những cái chi tiết mà tác giả sáng tạo thêm ở trong tác phẩm. Chúng ta đọc lên rõ ràng chúng ta thấy được đó là những cái chi tiết không có thật, là những chi tiết hoang đường. Thế nhưng nó lại rất phù hợp ở trong chuyện này, bởi vì nó được đan cài bởi những chi tiết có thực. Ví dụ như là khi mà Phan Lang, đúng không nào? Khi mà Linh Phi cứu Phan Lang ấy, thì cái việc mà Phan Lang được Linh Phi cứu lại được tác giả đặt trong một cái bối cảnh có thời gian này, có dấu mốc lịch sử rõ ràng. Đúng không nào? Nhớ, các bạn hình dung ra không? Đây, ví dụ như là đi kèm với cả cái chi tiết mà Phan Lang được Linh Phi cứu giúp, thì khi đó tác giả đã viết là cuối thời đại nhà Hồ, quân Minh mượn tiếng đưa Trần Thiên Bình về nước và phạm vào cửa ải Chi Lăng, nhân dân trong nước nhiều người sợ hãi phải chạy trốn ra ngoài bể, không may đắm thuyền đều chết đuối cả. Và thây của Phan Lang đã dạt vào cái động rùa ở hải đảo, có người đàn bà là Linh Phi trông thấy nói rằng vân vân. Đó, vậy là tài năng của Nguyễn Dữ thể hiện ở đoạn mà ông vừa đan cài những chi tiết kỳ ảo vào nhá. Nhưng những chi tiết ấy lại càng trở nên thiết thực hơn, càng trở nên xác thực hơn khi mà lại có việc ông kết hợp sử dụng những chi tiết có thực, những cái thông tin về mặt lịch sử, về mặt bối cảnh để đưa vào trong tác phẩm. Ok không nào? Ok chưa? Như vậy nhá, có thể thấy là so với chuyện gốc Vợ Chàng Trương thì sự sáng tạo của Nguyễn Dữ là rất đáng kể. Sự sáng tạo của Nguyễn Dữ để chúng ta thấy được rõ hơn cái tiếng nói nhân đạo hướng về số phận của người phụ nữ. Số phận của người phụ nữ rất là đoan trang, phẩm hạnh tốt đẹp nhưng mà gặp số phận bất hạnh như là Vũ Nương. Các bạn hình dung ra chưa nào? Ok không? Đó. Rồi, và đó là tất cả những dẫn chứng mà chị gợi ý các bạn trong quá trình chúng ta phân tích để chúng ta liên hệ mở rộng nhé. Chúng ta sẽ hoàn toàn linh hoạt, có đoạn thì chúng ta sử dụng thơ này, có đoạn chúng ta sử dụng nhận định này, cũng có đoạn chúng ta sử dụng những chi tiết ở trong các tác phẩm truyện khác. Được chưa? Đó, thế nên là dẫn chứng liên hệ mở rộng thì phong phú lắm. Chỉ quan trọng là các bạn có được cái nguồn để chúng ta khai thác này, hay là có biết cách để chúng ta đi từ nội dung chính của tác phẩm để chúng mình tìm kiếm những dẫn chứng hay không. Thế thì chúng ta sẽ được tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều về việc tìm kiếm dẫn chứng là dựa vào trong tài liệu của khóa học. Bởi vì trong tài liệu của khóa học thì các bạn sẽ được cung cấp luôn những cái dẫn chứng liên hệ mở rộng. Tất nhiên là chúng ta sẽ không bị bó hẹp ở tại đó. Các em hoàn toàn có thể tìm kiếm thêm dựa trên những cái gợi ý từ thầy cô này, dựa trên cái quá trình chúng ta chăm chỉ đọc sách, chăm chỉ đọc tài liệu vân vân. Nhưng việc mà đưa ra dẫn chứng liên hệ mở rộng sẵn cho các bạn luôn thì chị mong là sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều nhá. Ừ, được không nào?
Ok chưa? Rồi, vậy là trong buổi trưa ngày hôm nay, với một phần phát trực tiếp nho nhỏ thôi, chị đã cùng với các bạn, chúng ta thứ nhất là ôn tập lại kiến thức về tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Thứ hai là chúng ta cùng với nhau khai thác một số những dẫn chứng để chúng ta liên hệ mở rộng. Rất mong là phần phát trực tiếp này sẽ có ích với các bạn, được không nào? Các bạn ơi, các em cảm thấy như thế nào? Các bạn cảm thấy là những cái dẫn chứng này chúng ta đã biết cách áp dụng chưa? Rồi, những dẫn chứng như thế này các bạn đã biết cách áp dụng chưa nào? Đã hiểu được nội dung của nó chưa? Nhá, liên quan đến phần mà chúng mình diễn đạt như thế nào để mà liên hệ mở rộng và để mà tạo được điểm nhấn ở trong bài viết của mình thì chị sẽ cùng trở lại với các bạn trong những phần phát trực tiếp khác. Ok không? Và đặc biệt là nếu như bạn nào chúng ta mong muốn là học tuần tự cùng với nhau với một cái lộ trình rõ ràng từ tháng 10 cho đến khi mà chúng mình thi thì đừng quên tham khảo nội dung và đừng quên tham khảo những thông tin của khóa học VIP 2 nhá. À, rồi. Sao bây giờ chị mới thấy những cái tên quen thuộc này nhở? À, Lê Quỳnh hiểu rồi này, ok. Đó, những bạn ở trong khóa học VIP 1 thì những phần này chị cũng đã nói trong phần chúng ta học về Chuyện Người Con Gái Nam Xương rồi đấy. Đúng không? Các em cũng có thể xem lại video ở trong khóa học của chúng mình nhá. Đó, đúng rồi, chính xác, chị biết mà. Những cái tên quen thuộc dạo gần đây chúng mình gặp nhau suốt đây. Tối nay là chúng ta lại gặp nhau ở trong buổi học của khóa học rồi. Ok nhá. À, VIP Pro à. Thế thì để chị xem xét xem là có mở được khóa này không nhá. Để xem là VIP Pro thì chắc là học cả ngày cả đêm cùng với các bạn à. Học xuyên ngày xuyên đêm, học để chúng ta gọi là nhuần nhuyễn về môn văn luôn đúng không? VIP Pro đấy. Rồi, ok. VIP Pro thì chắc là chúng mình cứ chỉ học văn thôi. Cứ ăn rồi lại học, ăn rồi lại học. Ăn rồi xong rồi lại chỉ học văn thôi nhá. À, chị mở thêm chiến dịch đi chị. Thật ra là chiến dịch thì chị biết là các bạn rất là mong muốn tham gia những chiến dịch khi mà các anh chị trong team học văn chị Hiên tổ chức đúng không? Tuy nhiên là những chiến dịch của chúng ta thì chị cũng cần phải sắp xếp về mặt thời gian này. Dạo gần đây thì các bạn ở trong khóa VIP đang học ở một cái giai đoạn đang rất là quan trọng, đó chính là học sang đến phần văn xuôi của kỳ 1 rồi. Thế nên là chị cũng đang muốn tập trung nhiều thời gian hơn để hoàn thiện tài liệu cũng như là hỗ trợ các bạn ở trong khóa học VIP 1 nữa. Thế nên là để chị xem là những cái nội dung mà các bạn chưa nắm rõ thì sẽ tổ chức những cái chiến dịch như thế nào, được không? Còn tất nhiên rồi, nếu như mà chúng ta muốn học mà học xuyên suốt, tức nghĩa là học với một cái lịch học đầy đủ và cụ thể, thì hãy tham khảo khóa học VIP 2 để không cần phải đợi những chiến dịch nữa nhá, được không nào? Không cần phải chờ đợi gì nữa cả. Khi mà chúng mình tham gia khóa học VIP 2 thì lịch học đã cụ thể như vậy rồi, cứ đến giờ chúng ta vào học thôi. Ok không? Và tất cả các video ở trong khóa học thì chị đều giữ lại. Các bạn có thể linh hoạt xem lại mỗi khi mà chúng ta cần. Ok nhá. Rồi, như vậy là buổi phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay chúng ta có một số những cái nội dung nho nhỏ xíu xiu như vậy thôi. Nhưng mà chị nghĩ rằng đây sẽ là những nội dung để giúp cho chúng ta có được những cái điểm cộng đặc sắc hơn ở trong bài viết của mình. Mong rằng là phần phát trực tiếp này sẽ bổ ích đối với các bạn. Chị sẽ gặp lại các em ở trong những phần phát trực tiếp sau. Và đừng quên là nhắn tin về cho chị để nhận thông tin cụ thể về khóa học VIP 2 nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các em trong những buổi phát trực tiếp sau. Bye bye.